Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Võ Audio. Thời điểm mình quay video clip này cũng là 29 tháng 12, 2023 rồi các bạn. Còn khoảng 2 ngày nữa thôi là tới Tết dương lịch 2024. Và khoảng còn 1 tháng thôi thì chúng ta đã đến với Tết âm lịch rất là nhanh. Không ngờ là nhanh như vậy luôn á. Thì trong dịp xuân này thì mình nghĩ có rất là nhiều khách hàng đang có nhu cầu tìm cho mình một cái dòng loa di động xách tay để chúng ta có thể mang về chơi với gia đình hoặc là mang đi picnic dã ngoại trong những cái ngày xuân. Và video clip này cũng sẽ là một cái video clip giới thiệu cho mọi người 4 mẫu loa di động xách tay đáng để mua để mọi người có thể trang bị cho mình trong dịp xuân 2024. Bắt đầu thôi. Ok mọi người, thì sản phẩm đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó là dòng sản phẩm rất là quen thuộc ha. Đây là một cái dòng sản phẩm mà anh Vũ đã review rất là nhiều rồi. Nếu mà mọi người muốn xem chi tiết thì mọi người hãy bấm vào link phía bên dưới để có thể chi tiết hơn về cái dòng sản phẩm này. Thì mình sẽ nói sơ qua những cái tính năng ưu điểm của cái dòng sản phẩm này để cho mọi người có thể nắm. Đầu tiên thì đây là một cái dòng sản phẩm đến từ Trung Quốc, nhưng mà nó có một cái thiết kế rất là đặc biệt, rất là chỉnh chu từ chất âm lẫn đến thiết kế bề ngoài, mọi người có thể thấy được. Thì sản phẩm này đang có hai màu chủ đạo, đó là màu cam, màu cam đỏ và màu đen, để cho mọi người thích lựa chọn thôi. Nói chung thì người trẻ trung năng động thì chọn màu cam, còn nếu mà chúng ta thích cái sự trầm xíu thì chúng ta xài màu đen. Thì sản phẩm BDK8 này có gì đặc biệt? Nếu mà mình lựa chọn sản phẩm này trong cái tầm giá khoảng tầm 13,8 triệu thì sản phẩm này nó có nhiều cái tính năng. Ngoài karaoke thì chúng ta còn có thể thu âm live stream, ghi lại những cái bản thu của mình một cách chất lượng. Các bạn thu con này ra rất là hay nha các bạn. Chi tiết, trong trẻo và đặc biệt hơn là nó sẽ không có bị ảnh hưởng bởi những cái tác động bên ngoài. Điều này rất là đáng để cho mọi người có thể đầu tư. Thì cái con này chúng ta thu qua chỉ qua một cái sợi dây thôi mọi người. Rất là đơn giản. Ví dụ như nhà chúng ta bây giờ karaoke gia đình đi. Muốn thu lại cái bản karaoke đó cho gia đình coi làm kỷ niệm sau này. Thì chúng ta chỉ việc là chúng ta lấy một cái điện thoại kết nối Bluetooth với con này. Còn một cái điện thoại còn lại thì chúng ta sẽ cắm vô cái loa này nè. Mình sẽ có sợi dây này, nhà hãng cho sợi dây này luôn, rất là xịn, cắm vô cái ngõ USB này. Còn cái đầu này thì chúng ta sẽ cắm vào iPhone. Hoặc là nếu mà không xài điện thoại iPhone thì chúng ta có một cái đầu chuyển như thế này để chúng ta cắm vào Android. Khi mà cắm vào thì mọi người cứ bấm quay bình thường thì cái chất lượng bản thu âm khi mà chúng ta hát nó đã được thu vào điện thoại một cách tốt nhất rồi. Mà âm thanh nó vẫn ra ngoài bình thường, nó không bị ảnh hưởng gì hết. Cái điểm đặc biệt này thì anh chủ có làm nhiều clip để review á, mọi người có thể tham khảo nha. Ok, ngoài ra ngoài cái tính năng live stream này thì cái loa này nó còn có cái khả năng tốt nữa, đó chính là việc dung lượng pin rất là bền, rất là trâu. Nếu mà mọi người sạc trong vòng 3 tiếng sạc nhanh thôi, nhưng mà mọi người có thể xài được 20 tiếng khi mà mọi người bật nhạc background, hoặc là chúng ta sử dụng 8 tiếng khi mà chúng ta sử dụng max công suất. Một cái con loa di động nhỏ gọn như vậy thôi mà nó có một cái dung lượng pin khủng. Mình thấy là nếu mà trong dịp chúng ta đi chơi dã ngoại thì con này nó rất là đáng để đầu tư. Ok, đó là sản phẩm loa BDK8. Sản phẩm thứ hai mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó chính là BOS1 Pro. Nhắc tới BOS1 Pro thì quá quen thuộc rồi. Ra 5 năm sử dụng mà đến nay mình vẫn lựa chọn nó là một dòng sản phẩm đáng mua trong dịp xuân 2024 thì nó đều có lý do. Thứ nhất thì nói về chất âm của Bose thì mọi người sẽ biết được thì Bose có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, nghe rất là ấm, rất là hay. Và sau 5 năm sử dụng thì cái chất lượng âm thanh của nó vẫn không có bị thay đổi đáng kể mọi người. Nó vẫn giữ nguyên cái chất lượng ban đầu. Có thay đổi một xíu là cái pin của nó thì nó hơi suy một xíu thôi. Do là chúng thường là hay cắm sạc nhanh á, sạc trực tiếp á. Sạc nhanh quá thì nó hay bị suy cục pin, nhưng mà cái vấn đề này thì xài 5 năm mà không cho ta hư pin thì cũng kỳ. Thì đó thêm một cái sản phẩm, thêm một cái tính năng nữa đó là combo này nó có công suất khoảng tầm 120W và cái dung lượng pin lên đến là 4 giờ đồng hồ. Thì với một cái mức bền bỉ như vậy thì chúng ta có thể sử dụng trong những cái không gian nhà khoảng tầm là 20m², 15m² đổ lại. Và cái thời lượng pin 5 tiếng mình đảm bảo là mọi người là xài mệt nghỉ. Chất lượng hay, bền và thêm nữa là giá thành đang rất là mềm nha mọi người. Hiện tại giá thành của Bose đang rất là mềm, dễ tiếp cận. Hồi xưa nó ra là khoảng tầm 14 triệu mấy, rồi lên 16 triệu mấy, rồi 18 triệu mấy. Thì cái giá thành quá cao, người dùng khó tiếp cận lắm. Nhưng mà bây giờ giá thành của dòng sản phẩm Bose 1 Pro đã mềm xuống rất là nhiều. Thì đây sẽ là một cái thời cơ, một cái sự lựa chọn thích hợp để cho mọi người có thể lựa chọn nó. Ok mọi người, thì sản phẩm thứ ba mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó chính là sản phẩm loa Bose 1 Pro LED. Thì cái con này chính là cái bản nâng cấp từ cái con Bose 1 Pro cũ các bạn.
Thì đối với sản phẩm thế hệ thứ hai này thì chúng ta đã có nhiều cái cải tiến hơn so với bản cũ. Chúng ta mua sản phẩm BO1 Pro đó thì chúng ta sẽ có ngay cái mặt màn hình LED này nè. Màn hình LED này nó có thể hiển thị được cái mức pin, hiển thị được cái mức volume, hiển thị được bass drive để chúng ta có thể can thiệp vào cái phần bass drive của nhạc. Cái điều can thiệp vào bass drive của nhạc thì cái phiên bản cũ chưa làm được. Ngoài ra thì phiên bản mới này chúng ta còn có thể cắt được sub. Ví dụ như là ở phiên bản cũ thì chúng ta khi mà chúng ta ghép thêm một cái sub nữa thì cái phần trên của loa nó vẫn ra được ra cái tiếng sub. Thì nghe nó sẽ không có đều. Nhưng mà khi đối với sản phẩm loa BO1 Pro LED này ra đời thì nó đã có khả năng cắt sub, giúp chúng ta có thể là phát huy tối đa cái khả năng của cái loa. Thay vì đánh ra sub luôn thì bây giờ nó cắt ra cái phần, nó chỉ phát huy ở cái phần treble và cái phần mid thôi, còn cái phần bass thì để cái sub đánh. Điều này nó sẽ làm tốt hơn so với phiên bản cũ. Về độ bền bỉ thì cái sản phẩm này mình thấy nó cũng rất là cứng cáp. Phiên bản mới này rất là cứng cáp và cái mức pin vẫn là 5 giờ đồng hồ khi mà chúng ta hát karaoke maximum và khoảng tầm 11 giờ khi mà chúng ta nghe nhạc. Một cái điểm rất là đáng để mọi người có thể đầu tư cho cái dịp cái lễ di động nè, hát karaoke gia đình. Thì nói về cái chất lượng âm thanh thì bô thì nghe rất là hay rồi, rất là ấm rồi. Và thêm một chi tiết nữa thì đối với sản phẩm loa BO1 Pro LED á, thì cái dải âm bay, cái dải âm cao của nó nghe nó sáng hơn, nó sang hơn so với bản cũ xíu. Cái điểm này thì mình đánh giá rất là cao ở con này. Thì sản phẩm BO1 Pro LED sẽ là một cái sự lựa chọn đáng để cho mọi người quan tâm. Ok mọi người, thì trùm cuối trong phân khúc di động sách tay thì chúng ta không thể không nhắc đến là Editro Void EVA8. Thì đây, sản phẩm loa di động có tích hợp bên trong là nguyên một cái bộ mixer để chúng ta có thể cân chỉnh rất là sâu, rất là can thiệp, nó rất là chi tiết. EVA 8 thì cái công suất của nó cũng khỏe hơn tất cả những cái dòng di động nãy giờ mình giới thiệu cho các bạn. Công suất con này lên đến là 200W. Tuy nhiên nhà hãng ghi đến là 400W thì mình cũng nhắc cho mọi người biết luôn, ở mình này cũng chia sẻ luôn nha. Thì 400W tức là 400W của cái ampli. Còn với cái thiết kế như vậy thì nó ra tối đa khoảng tầm 200W. Nhưng ở cái sản phẩm loa EVA 8 này nó cái khả năng phát huy tối đa ở những cái củ driver, củ treble nó nghe chi tiết hơn, bay nó sẽ nghe sâu hơn, mạnh hơn nhờ vào cái phần công suất này rất là khỏe. Thì đối với sản phẩm loa EVA 8 thì nó còn có cái khả năng chống hú cực kỳ tốt. Mình đánh giá cái khả năng này rất là cao nha mọi người. Nhờ vào việc tích hợp bên trong cái bộ mixer nên là EVA 8 đi sâu vào hơn để kỹ thuật có thể cắt giảm những cái tần số gây hú, gây hit. Thì cái này thì mọi người mua tại Thiên Vũ thì bên mình cũng đã có cân chỉnh sẵn cho mọi người rồi. Và ngoài ra thì sản phẩm EVA 8 chúng ta có thể đưa bất kỳ một cái sản phẩm micro nào vào. Tại vì bên trong này con này nó có echo, chúng ta không cần phải mua một bộ micro echo nào khác. Bởi vì bên trong có echo thì mình lấy echo con này thôi. Con này rất là xịn, cái bộ mixer nó là Dynacord nên đâm ra là khả năng cân chỉnh echo nó rất là hay, rất là nhẹ, rất là bay. Và pin thì 5 giờ đồng hồ và cái mức công suất lên đến là 200W thì chúng ta có thể thoải mái hát hò trong cái dịp xuân này rồi. Ok, thì sản phẩm này là một sản phẩm đáng mua. Mọi người muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì hãy đến Thiên Vũ đi, mình sẽ mở cho mọi người nghe trải nghiệm thực tế để mọi người sẽ thấy cái chất lượng của nó đặc biệt đến cỡ nào. Ok mọi người, thì vừa rồi là 4 mẫu loa di động xách tay nhỏ gọn đáng để mọi người có thể đầu tư trong dịp xuân 2024. Thì mình có liệt kê từ thấp đến cao để mọi người có thể lựa chọn tùy vào cái nhu cầu của mình. Sản phẩm thì đang có sẵn tại Thiên Vũ, 779 Trần Đạo, phường 1, quận 5. Mọi người hãy đến trải nghiệm thực tế để thấy được cái chất lượng của sản phẩm mà mình giới thiệu. Nếu thấy video hay, hãy bấm like, share, subscribe kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.